Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sắt Hải Phòng. Trong clip hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một dòng loa thuộc phân khúc bass 25 của hãng Biwoller, có model là Y77. Thì đây là một phiên bản mà được nâng cấp của đời Y7 lên. Hàng Nhật chính hãng. Tất cả các thùng loa còn rất là mới và đẹp. Loa thì được thiết kế 3 đường tiếng, một bát 25, một trung và một loa chép điện. Thuộc những dòng nổi tiếng của Biwoller. Mặc dù là bát 25 nhưng với thiết kế thùng cao và sâu nên âm bát rất là rộng, uy lực và không thua kém những dòng bát 30. Tiếng trung thì nghe rõ ràng, chép điện thì cực kỳ mảnh và tí tách chi tiết. Với công suất là 150W, trở kháng là 6,3 ohm, cho nên là cực kỳ dễ ghép các dòng âm ly. Và mình cũng thử ghép rất là nhiều những cái con âm ly rồi. Và trong những cái dòng âm ly thì mình chỉ thấy cái dòng Biwoller 7800 mắc đôi đánh vào cái cặp này là lên được đều 3 giải mà tiếng rất là hay. Thì cái cặp loa này nó có chiều cao là 80, chiều sâu là 30 và chiều rộng là 36. Và lỗ thoát hơi của nó được thiết kế ở phía trước, thùng màu đen. Nhưng mà những cái gông bát của nó là màu trắng cho nên nó rất là lổi và đẹp. Tuy nhiên thì cũng có thể ghép vào những cái dòng âm ly 7900 hoặc 7800 trơn, 8800 mắc đôi. Nhưng mà tiếng của nó thì cũng không thể hay bằng cái con 7800 mắc đôi được, mình đã ghép thử rồi. Và cái dòng này thì nó chuyên để nghe nhạc vàng bolero. Và nhưng mà thực ra thì nó cũng chơi được hết tất cả các loại nhạc. Nhưng mà mình thấy nghe nhạc vàng, nhạc bolero thì tiếng của nó cũng rất là hay. Và mọi nhu cầu mua bán và phối ghép các thiết bị âm thanh thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0979 918 996. Bên cửa hàng mình nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn rất là nhiều những cái dòng model khác như là Onkyo, Diatone. Các bạn mà thấy quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Lát nữa thì mình sẽ ghép vào con âm ly 7800 mắc đôi để kéo thử cho các bạn cùng nghe nhé. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật được những video mới nhất hàng ngày. Và nhớ ấn vào nút hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái dòng này thì các bạn chỉ nghe nhạc thôi chứ đừng hát karaoke. Nếu mà các bạn hát karaoke thì nó sẽ gây cháy cái loa chép này. Mình nghe nhạc thì nó sẽ không thể chết được. Và mình cũng xin báo giá luôn để các bạn tham khảo. Cặp loa này thì ở bên shop mình cung cấp với giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Một mức giá rất là hợp lý. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe nhạc nhé. Mình ghép vào con âm ly 7800 mắc đôi. Cái con 7600 này thì nó hơi yếu. Công suất của con 7600 này nó có hơn 100W một chút thôi. Cho nên đánh thì tiếng bát của nó sẽ không lên căng được. Cái 7600 mắc đôi này thì ghép vào cái loại Y7 thì hợp. Chứ cái Y77 này thì công suất của nó hơn nó 155W thì tiếng nó sẽ đuối. Và tất cả những cái dòng âm ly Nhật này thì nó đều chạy điện 100 hết. Cho nên các bác mua hàng thì các bác về lưu ý cái phần điện đấy nhá. Nhiều bác mua về là hay cắm vào điện 220 là...
video của mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật được những video mới nhất hàng ngày.